Trước hết thì chào Hầu và tất cả các anh chị em theo dõi chương trình hôm nay. Thiệt ra cái đề tài này cũng rất là thú vị, nhưng mà nó có một số chuyện mà mình phải trình bày đầy đủ thì nắm bắt được nó để mà mình có thể áp dụng được. Nó khó chứ không dễ, mà nó cũng dễ chứ không khó. Khó là ở cái chỗ mình không có để ý, không có tìm hay không có cơ hội. Còn nó dễ ở chỗ nếu mình đem ra áp dụng, mình thấy cái lợi ích lớn lao của nó thì mình có thể làm được, chứ không đến nỗi nào. Thì thực ra quý vị thấy, ngay từ cái cơ bản, mình đọc sách xưa hồi đó tới giờ, mình vẫn thường nghe có những người sống thọ vài trăm năm tuổi. Cái chuyện đó là có thật. Rồi ngày hôm nay đó, thực tế mà nói không xa lắm, tức là ở hướng Tây của nước Việt Nam chúng ta, về hướng Tây đó, thì mình đi qua khỏi Campuchia, Lào, Miến Điện, rồi tới Pakistan. Thì phía bắc của Pakistan nó có cái dãy Hy Mã Lạp Sơn. Trên cái triền núi thung lũng đó, cái vùng cao nguyên khoảng 4.000 thước so với mặt đất đó, đó có cái vùng đất mà có một dân tộc nó tên là Hunzat, H-U-N-Z-A-S. Cái dân tộc Hunzat này đó, nó sống ở đây hàng mấy ngàn năm nay rồi. Mà đặc điểm của cái dân tộc này nó khác với tất cả mọi dân tộc khác ở chung quanh, ở cái chỗ là nó trồm trèm 30.000 dân à. Nó không tăng mà nó không giảm. Cái dân số nó nào tới giờ nó trung bình là như vậy. Nó nổi tiếng nhất trên thế giới là bởi vì cái dân tộc này nó không có bác sĩ, không có nhà thuốc Tây, mà cũng không có bệnh viện luôn. Cái lý do đơn giản là dân tộc này không hề bệnh tật. Quý vị thấy lạ chưa? Một cái dân tộc mà không hề bệnh tật. Rồi cả một cái đất, cái trái đất này, người ta đi tìm kiếm, người ta gửi những phái đoàn y tế quốc tế, những phái đoàn đi nghiên cứu điều tra, thì người ta điều tra lui được 900 năm, người ta tìm được cái nguồn gốc, gốc gác là cái dân tộc này không có một cái bằng chứng nào trong quá khứ cho tới bây giờ. Tức là họ tìm lượt lui được 900 năm về trước á, không có một người nào bị ung thư bao giờ, không có dấu hiệu, không có bằng chứng, cũng không có một cái gì chứng tỏ là dân tộc này bị ung thư. Thì lý do cũng đơn giản thôi, quý vị thấy như thế này nè. Cái dân tộc này là dân tộc không bao giờ làm sai những cái gì mà tổ tiên họ đã làm. Nghĩa là tổ tiên họ trồng lúa làm sao họ trồng y như vậy, trồng ngũ cốc sao họ trồng y như vậy, tổ tiên họ nuôi heo nuôi bò làm sao họ nuôi gì, họ không có dùng heo, họ bò trâu. Rồi cái cách sống của họ cũng vậy. Nghĩa là nếu quý vị đem coca hay mì gói lên, quý vị tặng cho họ đó, họ mừng rỡ, họ cảm ơn lắm, nhưng mà họ nói xin lỗi, họ không nhận. Cái lý do là ông bà họ chưa từng ăn cái này, cho nên họ vâng lời ông bà họ, họ không ăn những cái thực phẩm mà mình chế biến quá độ như vậy. Tức là nói một cách khác, họ có tính cách thành kiến và bảo thủ trong cái lối sinh hoạt của họ. Nghĩa là quý vị muốn đem một cái điện thoại di động tới, họ nói chà cái này hay dữ lắm nha, nhưng mà ông bà tôi chưa từng dùng, cho nên tôi cũng không dùng. Nghĩa là họ không có đài phát thanh, không có radio, không có cassette, họ cũng không có những cái máy móc như của mình bây giờ. Nghĩa là họ nhiều lắm là họ đi xe bò, xe ngựa, đi bộ. Họ không có xe hơi. Có những cái phái đoàn du lịch người ta mang xe tới, người ta chở người đi tới, vì nó lại không có đường để chạy. Cái đường đó rất là gồ ghề, cái gì phải đi bộ mà còn trật lên trật xuống. Nhưng mà họ quen rồi. Thành ra đó, trong cái dân chúng của họ, cái cách ăn uống là quan trọng hàng đầu. Tức là họ chỉ trồng ngũ cốc theo cái cách ông bà họ trồng. Và họ cũng giả ra ăn cũng giống như cách ông bà họ ăn. Họ cũng xây thành bột, họ làm cái bánh chắp pi là cái bánh đặc biệt của cái dân tộc này. Đại đa số là theo Hồi giáo. Và họ rất là hiền thục hiền hòa, mà cái dùng nó rất là tốt. Họ uống nước suối từ trên nguồn. Họ đi bộ ra đồng làm việc. Thành ra rất nhiều phụ nữ Hunzat 80 tuổi vẫn sanh con như thường. Quý vị. Người đàn ông 100 tuổi vẫn ra đồng làm ruộng. Họ đi bộ mỗi ngày 5, 10, 20, 30 cây số là bình thường. Tại vì có người thì có đất gần, người đất xa, họ canh tác những cái vùng hoang vu, những cái vùng mà coi như là chó ăn đá gạn muối đó quý vị. Và họ sống rất là bình dị, tức là tối ngày họ, quý vị nhìn cái quay quần mà cái cảnh họ sống từ già tới trẻ như con nít vậy đó, tức là chỉ ăn, chỉ chơi, chỉ cho chơi, chơi trò chơi cút bắt, nhảy dây hay những cái gì mà có tính cách vận động, chơi ngoài đường ngoài trời, tại vì họ không có chuyện gì để làm hết trơn. Sinh hoạt rất là đơn giản,
ăn uống đơn giản, ăn uống y như ông bà mình ăn, làm thức ăn cũng đơn giản, sống đơn giản, thở không khí sạch, uống nước sạch, ăn đồ ăn sạch và từ chối tất cả những nền văn minh Tây phương. Nghĩa là quý vị đem cái văn minh tới cho họ, họ cảm ơn lắm. Quý vị đem chocolate, cà phê, họ cảm ơn lắm mà không uống, không ăn. Quý vị đem rượu cũng cảm ơn lắm mà không uống. Nghĩa là vì cái tánh rất là bảo thủ và có thể nói là gần như là không có hòa đồng với cái thế gian văn minh này đó. Cho nên họ không có ô nhiễm cái nền văn minh công nghiệp của mình. Tức là họ không có đụng dính một chút xíu nào. Nếu quý vị hỏi họ tại sao quý vị trồng lúa sao mà trồng ngũ cốc sao mà cái sản lượng thấp vậy, sao đủ ăn, sao không tăng cường lên bằng phân bón hóa học bằng thuốc sát trùng, họ nói họ không cần. Vì với cái canh tác này họ ăn không hết, làm gì cần phải để dành. Mà để dành để bị sâu bị mọt, mà để dành làm cái gì, mình đâu cần đâu. Mình trồng ra là mình ăn không hết thì mình tăng sản lượng để làm gì, để cho cái sản phẩm nó mất chất hay là để nó gây bệnh. Thành ra họ ăn uống sống sinh hoạt y như cái người thực dưỡng, nghĩa là ăn ngũ cốc lau lướt đồ thô, họ vẫn có thể ăn thịt nhưng mà họ ăn một tuần lễ, giới hạn của họ là có một lần duy nhất mà thôi. Thịt đó là thịt họ chăn nuôi tự nhiên nghe quý vị, tức là thịt bò, họ không có heo, họ xài bò trù của họ. Thì quý vị nhìn vô cái cách sống của họ, cách họ ăn chơi, họ chơi cút bắt, kể cả cái người lớn tuổi, thanh niên 20-30 tuổi vẫn chơi cút bắt với con nít như thường. Thế là họ không có chuyện gì để làm, họ ăn chơi không à. Đầu óc thanh thản, không có cái gì bị dồn nén, không có gì phải sở hữu quá nhiều, không phải thức khuya quá sớm mà dậy quá trễ, hay là không có chuyện đó. Họ sống y như cái cách sống hoang dã của ông bà họ. Thì bây giờ sau khi mình nói người Thanh Sát thì mình nói lại cái cách sống của mình. Quý vị thấy coi từ nhỏ đó mình đặt bao nhiêu cái mục tiêu để mình đạt được. Cái mục tiêu càng lớn chừng nào đó, hay là càng cao chừng nào, càng vất vả chừng đó. Rồi trong lúc vất vả đó mình không có thời giờ để ăn uống luôn. Mình ăn vội những thức ăn nhanh, mà thức ăn nhanh là thức ăn nguy hiểm. Thức ăn nhanh là không có dinh dưỡng. Thức ăn nhanh là từ những thực phẩm công nghiệp, thiếu sinh tố, thiếu khoáng chất, thiếu chất xơ. Bệnh nó bắt đầu, nó tác hại lên cơ thể mà mình không biết. Đến khi mình biết rồi đó thì có khi trễ. Rất nhiều thanh niên đang học chưa kịp ra trường, ung thư chết, đột quỵ chết. Vì cái thời gian học nó cấp bách quá, muốn cho nó đủ giờ để học thì ăn mì gói, uống coca cho nó nhanh. Mà những thức ăn đó thì vô cùng độc hại. Thành ra đó, ngày hôm nay khi mình nói cái đề tài mà sống trăm tuổi, mình phải xét lại toàn bộ cái cách sống của mình từ lúc sơ sinh. Nghĩa là ngay cả trong bụng mẹ nè, quý vị thấy tôi có đó nhiều lần tôi nói, ở tại Cần Thơ có hai người áp dụng thực dưỡng rất là thành công. Nghĩa là họ đã biết thực dưỡng từ lâu, họ ăn gạo lứt từ lâu, tới khi họ mang thai 3 tháng đầu họ chịu uống canh dưỡng sinh mà thôi. Sau 3 tháng họ hồi sinh miễn dịch. Wow, đứa con nó sinh ra y như những con thú rừng xanh vậy. Người mẹ chỉ 1-2 ngày là nó mạnh khỏe trở lại, đi đứng làm việc bình thường, không có phải là nằm cử gì trơn trọi, sống giống như con thú hoang vậy đó. Rồi cái đứa con cũng vậy, nó mọc răng, nó cũng không sốt cũng gì. Mà bây giờ hơn 2 tuổi không có đứa nào mà đi bác sĩ bệnh viện gì ráo hết trơn. Không nóng, không sốt, không bệnh thì đi bác sĩ làm chi. Mà ăn uống thì sao? Ăn theo thực dưỡng, tức là khi nó còn quá bé, răng nó chưa mọc, bắt đầu nó muốn ăn trồm chèm cái gì thì xay ra, xay gạo lứt ra, cái cơm mình ăn mỗi ngày xay ra, trộn, xay thành cháo lỏng rồi chưng cất nó lại, có khi cho anh chút đậu đỏ, anh chút bổ tai, nó lớn mà không có cho muối nha quý vị, lớn lên chút xíu cho nó chút rết xi, cho chút xíu cá con vô, nó rất là mạnh khỏe. Tối ngày chỉ nhảy nhót vui cười, không biết khóc là gì, ngoại trừ khi nó lớn lên nó biết leo biết trèo, té cái é lên cái rồi nín à, cười liền à. Là bởi vì cái đau đớn nó rất là nhẹ nhàng đó. Thì mình nhìn từ cái tiên thiên như hồi nãy Hậu nói, trong bụng mẹ, hậu thiên sau khi sanh à. Rồi bây giờ nó lớn lên, nếu mình nuôi dạy nó bằng thực dưỡng á, bây giờ nó quen được đi, đưa miếng đường vô nhả liền, lạ quá, đưa miếng thịt vô nhả liền, tại thức ăn của nó
trong thời kỳ mà bớt bú mẹ bắt đầu ăn dặm là nó chỉ ăn dặm cháo gạo lứt chứ rau trộn không, nó không biết cái gì khác hết trơn. Đưa miếng thịt vô lạ quá, nhả ra liền. Đưa miếng đường bánh ngọt vô nhả ra liền, không chịu. Cái này nó không đúng cái đồ ăn của nó. Đó, quý vị phải làm sao mà là trở thành cái người như vậy đó, thì mình mới bắt đầu chương trình thực dưỡng nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên cũng phải là trễ. Cái vấn đề như thế này nè, quý vị ai cũng biết là cái não mình á, nó điều khiển cái cuộc sống của mình. Mình thu thập kiến thức sai từ lúc nhỏ, mình vào tiểu học người ta dạy mình bệnh là phải đi bác sĩ, nóng sốt là phải hạ nhiệt, cái đó sai 100%. Nhưng mà từ cái sai đó đó, mình mới nhận định những cái khác, mình đem theo bao nhiêu cái sai kế tiếp. Quý vị có biết á, khi mình nóng sốt là gì? Là cái hệ miễn dịch mà nó báo động, nó có vi trùng, vi khuẩn hay là siêu vi xâm nhập, mà xâm nhập số lượng nhiều, bây giờ nó chưa chiến thắng, sốt lên để dồn toàn bộ lực lượng của hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể quánh nó. Đằng này mình đi hạ nhiệt có nghĩa là thôi mày khỏi quánh, tao cho kháng sinh vô quánh giùm cho mày. Chứ vậy là sai quá xa rồi quý vị. Sai quá xa, đó là cái góc nhìn đầu tiên gây ra bệnh tật. Nghĩa là cái não trạng mình hấp thu những cái tư tưởng sai, người ta dạy mình sai theo một cái lập trình. Rồi cái lập trình đó đó, người ta dạy mình ăn uống thức ăn công nghiệp. Nghĩa là con heo, con bò, con gà được nuôi bằng thuốc tăng trọng, bằng chích thuốc, bằng bao nhiêu cái thứ thức ăn chế biến để nó mau lớn. Rồi người ta nói không sao đâu, cái này đã có FDA kiểm soát rồi, cái này cái hàm lượng cho phép. Quý vị, hàm lượng cho phép là cái gì? Nghĩa là ăn cái đó không có chết liền, quý vị. Chết từ từ là hàm lượng cho phép. Từ cái hàm lượng cho phép đó, đó nó dẫn tới một cái hàm lượng cho phép khác. Ai cũng biết là những cái phương tiện tầm soát của Tây Y, nhẹ nhất là X-ray, nhiều là CT scan, CAT scan, là nó tạo ra phóng xạ. Mà phóng xạ này nó có phóng xạ thì nó gây ung thư. Nhưng người ta nói lâu lâu làm là cũng sao. Nhưng mà tại vì mình có quá nhiều thứ trong cái hàm lượng cho phép là ung thư nó xảy ra cấp kỳ. Quý vị có nhìn thấy cái đó không? Rồi mình heo bò gà mình nuôi mình cho thuốc tăng trọng cho nó mau lớn, thay vì mình nuôi con heo 2 năm mình nuôi 3 tháng à, 100 kg, cho ăn thúc để tạo nạc, tạo thức ăn. Quý vị có biết rằng những con thú nuôi đó, tới cái giờ làm thịt mà mình để cho nó xúc chuồng không có vô lò đó, có một con gà chỉ có 1 tuần nó ung thư, quý vị. Con heo là 2 tuần nó gãy xương, nó rụm hết trơn, nó trọi, nó cũng ung thư luôn. Con bò cũng vậy. Thì thử hỏi mình ăn cái đó làm sao mà mình chịu nổi, mình sao mà mình không đi, không có ra đi sớm được, quý vị. Quý vị cứ nhìn cái đó rồi chưa kể kế tiếp. Người ta nói cái nông nghiệp của mình trồng không có đủ gạo ăn, tăng sản lượng bằng lúa thần nông. Mà hệ lúa thần nông thì sao? Phải xài phân bón vô cơ, là phân bón hóa học đó, thì nó mới tăng trưởng chứ không thôi nó không tăng trưởng. Không có đất, không đủ phì nhiêu, rồi nó tăng trưởng nhanh. Thì từ cái phân bón vô cơ nó tạo vô số sâu bọ, thì mình lại dùng thuốc sát trùng mà mình lại che cái tên đó đi, thuốc bảo vệ thực vật. Có gì thấy ghê không? Thuốc sát trùng hóa học. Rồi biến đổi gen. Biến đổi gen là gì quý vị? Ông trời ông sinh mỗi một cây một cái loại hạt, nó giống một cái cây trồng. Từ cái hạt đó nó có cái gen của nó. Thế là người ta phân chất ra, người ta tìm ra, người ta cái trộn, người ta dùng những cái phát minh khoa học đó, người ta trộn cái gen của, ví dụ hạt đậu nành, người ta trộn gen của một con vi khuẩn độc hại nào đó để nó trở thành cái hạt giống. Mà khi cái hạt nó mọc lên đó, bất kỳ con sâu nào ăn là con sâu đó chết. Ăn lá cũng chết, ăn hạt cũng chết, ăn vỏ cũng chết. Thì thử hỏi cái hạt đậu nành để mình ăn mình chết không có gì. Sâu bọ là trời sinh nó có khả năng chịu đựng độc hại hay nhất. Nó chịu đựng những cái gì mà bất ưng ý để mà nó sinh tồn, để nó đột biến, để nó chịu không nổi nó chết thì mình ăn mình không ung thư, mình không chết. Hay là mà bây giờ biết, quý vị biết ở Việt Nam mình, người ta dám cam kết có tới 90% đậu nành biến đổi gen ở Việt Nam. Đó, thành ra bây giờ mình nhìn xem thức ăn từ thịt, cá, trứng. À thì rồi tôi có nói cái vụ cá rồi, đánh bắt xa bờ, tàu không có phương tiện tối tân, đất nước nghèo, đi 1-2 tháng mới vô, đâu có cách nào khác gì, chở nước đá theo tan hết, mà máy thì không có hầm lạnh tự nhiên, không có đủ tiền để mà trang bị những cái tàu có hầm lạnh như Thái Lan hay như Đài Loan.
buộc lòng mình phải mua hóa chất Trung Quốc, đánh lên là đổ vô hóa chất, đổ xong rồi thả đổ vô hầm nữa, hai tháng sau không có túi mà tươi rói, nửa đêm trở về đem nước đá xuống đập rồi bỏ vô khiêng lên làm như mới đánh vô vậy. Ăn không chết mới là lạ, không mùi không vị mà con cá đánh ngoài biển 2-3 tháng tươi rói. Rồi quý vị coi cái gì khác nữa, sữa bò. Người ta dạy mình sữa bò rất là quý, bệnh là phải đi mua sữa bò, mua sữa Ensure, sữa bò non, sữa công thức. Nhưng mà quý vị có biết rằng đó là cái món độc hại vô cùng mà cái não trạng của mình chấp nhận đó là món thuốc bổ. Tôi nói cái này để bổ xương, mà quý vị thấy thống kê cho thấy nó chỗ nào tiêu thụ nhiều sữa bò, chỗ đó loãng xương nhiều nhất thế giới. Chỗ nào tiêu thụ nhiều sữa bò, chỗ đó ung thư, chỗ đó đột quỵ, chỗ đó dị ứng, chỗ đó bao nhiêu bệnh tật nhiều hơn người ta. Tại sao mình không nhìn cái kết quả đó mà mình đi tin rằng uống cái này vô thông minh, sáng dạ, cao lớn, mạnh khỏe. Ông trời ông bỏ cái chất nó gọi là insulin growth factor 1 cái gì. Mà cái chất đó để làm chi? Để con bò giống đẻ ra đó nó 60 pound tức là khoảng 27 kg, 10 tháng sau nó 270 kg cái gì. Mình con người 10 tháng sau mình đâu có tăng trọng 10 lần, đứa bé đẻ ra 3 kg rưỡi, 10 tháng sau nó 4 kg rưỡi, 5 kg là cùng chứ nó đâu có 35 kg đâu. Mà mình đi uống sữa bò đó, những cái não trạng như vậy đó làm sao mình phải hiểu. Tức là nói tóm tắt, mình đã được người ta huấn luyện bằng cái sự sai trật, mà cái não mình thì dựa trên cái sự sai trật đó để mình phán xét bao nhiêu chuyện khác vậy thật chứ. Đâm ra mình trở thành con người bị lôi kéo giữa hai bên. Thực dưỡng không biết nó có cái gì mà sao nó giúp người này nan y hết bệnh, người kia hết bệnh, cũng bán tính bán nghi, rồi cũng tin cái này, rồi cũng tin cái kia, rồi cũng tin cái nọ, tin một hồi không làm ra cái quái gì hết trơn quý vị. Thành ra quý vị đặt cái tiêu chuẩn 100 tuổi, quý vị phải thay đổi cái não trạng trước tiên, thay đổi cái sự hiểu biết mà người ta đã dạy sai cho mình, ta dạy trật tất hết trơn rồi quý vị. Mà những chưa kể là những nhà khoa học của mình tiền hậu bất nhất. Tiền hậu bất nhất có nghĩa là trước họ nói vậy, sau họ nói khác, rồi sau họ nói khác nữa. Tôi có nói nhiều lần á, năm 1950, họ cam kết với thế giới này sữa bò tốt hơn sữa mẹ vì chứa nhiều calcium, chứa nhiều protein cho đứa bé tăng trưởng. Họ bảo đảm rằng hột gạo trắng tốt hơn gạo lứt vì không có chứa chất xơ khó tiêu, chứa đầy đủ dinh dưỡng. 1950 nha, 1970 họ nói thôi sai, sữa mẹ tốt hơn sữa bò vì đứa bé không cần tăng trọng nhanh như con bò, có những cái chất làm phát triển trí thông minh. Họ nói gạo lứt tốt hơn gạo trắng vì gạo lứt chứa 5 lần sinh tố khoáng chất so với gạo trắng, có chứa chất xơ giải độc, ngăn chặn 3 cao một thấp. Rồi họ lại không nói nữa, tức là khoảng 1970 thì họ lấy nói ngược lại những gì họ nói 20 năm về trước. Tới năm 2000 họ không nói nữa, họ để cho hãng sữa bò nói. Mà hãng sữa bò thì nó nói cái tốt của nó thôi, nó không nói cái xấu của nó. Họ để cho hãng rượu nói, họ nín thinh là cái gì? Tại sao? Tại họ huấn luyện, họ tốt nghiệp, họ có cái bằng cấp, họ làm việc cho hãng sữa, họ làm việc cho hãng bò, họ làm việc cho hãng rượu, làm sao họ nói ngược lại được, cho nên họ đến họ không nói. Họ mặc cho những cái người quảng cáo nói, mà quảng cáo thì nói cái gì có lợi thôi, đâu có dám nói cái gì bất lợi. Thành ra hậu quả của mình là gì? Mình nằm giữa một cái mớ bồng bông mà mình không biết cái nào trúng cái nào sai hết trơn trời. Cái gì cũng tốt, cái gì rượu vang tốt, sữa bò tốt, cà phê tốt, thuốc lá tốt, cái gì cũng tốt hết. Quý vị có tưởng tượng làm sao mà mình phân định được để mà mình đi đúng cái đường để mà sống trăm. Đó là lý do ngày hôm nay cái chương trình này rất là hay. Tôi xin lỗi, tôi phải phân tích một vài cái điểm có thể đụng chạm một vài cái tự ái của nhiều người. Nhưng quý vị làm ơn hiểu giùm cho tôi. Tôi cũng giống như quý vị. Hồi xưa tôi cũng suy nghĩ y như quý vị, không khác gì trơn trời. Cho đến khi mình vào một cái bế tắc không lối thoát, rồi mình thoát ra được, mình mới bắt đầu mình suy gẫm lại, mình nhìn lại cái gì làm cho mình sai. Cái gì, mình là con người mà, mình tự hào mình có bộ óc khôn ngoan hơn loài vật, mình tự hào mình có thể làm được nhiều việc hơn bao nhiêu loài. Nhưng mà tại sao có một cái mình làm được là bệnh hoạn hoài, làm hoài không hết? Là tại vì mình theo một cái quy trình người ta đã lập ra, người ta đẩy mình vào cái quy trình đó. Rồi cái quy trình đó nó dẫn tới bệnh tật, nó dẫn tới bao nhiêu cái khó khăn mà mình rất là vui vẻ.
Thành ra quý vị nhìn thấy cái gì trước mắt mình, tôi nói cái điều quan trọng hết, thay đổi cái sự thương này, phải tìm lại cái gốc, cái ngọn của vấn đề. Tại sao ông bà mình hồi xưa ăn gạo rẻ tay, ít bệnh vậy? Tại sao ông bà mình đâu có ung thư nhiều như bây giờ? Tại sao ông bà mình đâu có bao nhiêu bệnh tật quá nhiều như bây giờ? Rồi trẻ quá, hồi xưa nó 70-80 tuổi ung thư, rồi 60-50, 40-30, bây giờ tới nhi đồng ung thư, quý vị thấy còn tệ hơn quý vị. Bào thai ung thư. Tại vì mẹ nó ăn mì gói uống coca là nó ung thư à. Chứ là 3-4 tháng tuổi là móc nó ra dục cho nó là ung thư trong bụng. Quý vị thấy tới cái nước như vậy đó mà còn không suy nghĩ lại, còn đợi tới bao giờ. Cho nên cái đề tài nó rất là hay, nhưng mà cái vấn đề vẫn là mình không có thời giờ. Cơm áo gạo tiền trước mắt, thức dậy là phải mau mau, chứ kịp giờ chạy. Ăn cái gì cho nhanh nhanh bỏ vô miệng cho lẹ, phóng tới sở làm cái gì nhanh, quay đi cà phê uống coi nhanh, chiều chạy về rồi nó rảnh chút chạy ra quán nhậu. Sắp xếp lại quý vị. Mình đặt lại cái nếp sống, cái tư tưởng, cái cách nhìn để chi? Để tránh làm con giả tràng quý vị. Con giả tràng nó không đi tới đâu hết, tức là mình sống rồi mình đi kiếm tiền. Rồi mình lớn lên chút mình đi học kiếm bằng cấp, lập gia đình, lấy chồng, lấy vợ, mua nhà, mua cửa, mua xe hơi, mua cổ phiếu, đụng cái mình đang đi bán hết trơn cái gì. Có khi để lại nợ nần cho vợ, cho con, cho chồng, cho con mà không giải quyết, bế tắc. Tại sao mình không gỡ cái miếng vải mờ nó che con mắt mình đi? Cái mờ đó nó nằm từ ở trong lớp tiểu học, trong cái trí của mình, để mình lao vào như một cái đám người mù mà không có nhìn thấy gì hết, chỉ thấy một hướng một duy nhất, như con ngựa ta bịt mắt mình vậy, thấy một hướng duy nhất, để rồi làm chi, không đi tới đâu hết trơn rồi. Mặc dù không đông, nhưng mà quý vị thấy thực trưởng hiện đại ngày hôm nay rất nhiều người thích nó, bởi vì nó giải quyết được cái nan đề của cuộc sống. Bởi vì cái vấn đề không giải quyết được, nhưng mà đến với thực trường hiện đại hầu như giải quyết, nhưng mà phải học cho nó cặn kẽ, để nếu không á, người ta lại gạt mình nữa. Quý vị, trong cuộc sống mà chỗ nào có tiền chỗ đó có sự lừa đảo, mà sức khỏe là một trong những cái có nhiều tiền nhất. Quý vị thấy bệnh viện ngày nay nhan nhản khắp mọi nơi, bệnh viện tế bào gốc vua lừa đảo, rồi phòng khám Trung Quốc vua lừa đảo, rồi chăm sóc sức khỏe chủ động vua lừa đảo, thực phẩm chức năng của Nhật của Hàn vua lừa đảo, $100, $200 viên thuốc chữa ung thư, phân chất cho kỹ coi đâu có cái gì trong độc đâu. Mình để dành tiền rồi tới chừng nước tới chôn mình nhảy là vô rõ hết trơn, vô rõ hết. Thành ra nhìn tới nhìn lui rồi cuối cùng mình phải thức tỉnh quý vị, không thể tiếp tục ngủ mê. Tôi nói nhiều lần, anh vợ tôi đột quỵ chết, anh ruột tôi đột quỵ chết, cháu vợ tôi hai đứa đột quỵ chết, cháu của tôi một đứa đột quỵ nằm một chỗ, bạn bè tôi đi làm có đi học có mười mấy đứa đột quỵ chết, mà mấy đứa còn sống nó cũng vẫn không tin. Rồi gia đình mấy vợ tôi đột quỵ từ hồi năm 94 là anh vợ đột quỵ chết, rồi bà, rồi mấy chục năm sau đứa con nó cũng đột quỵ chết, rồi mẹ nó cũng đột quỵ chết. Tất cả suy thận chết, tất cả đều không chạy khỏi cái quy trình bệnh tật của gì, không chạy khỏi, đau khổ lắm nha quý vị. Ai mà không muốn sống, đứng trước cái bệnh con người ta quýnh quán lên, ta có cái gì bán cái này để đưa tiền cho những người lừa đảo mình để mà chữa bệnh. Quý vị thấy đau đớn chưa? Rất là đau đớn. Cho nên cuối cùng rồi thì cũng phải thức tỉnh thôi. Cái này không ai có thể dạy cho ai được hết. Bởi vì cho nên anh em chúng tôi mới nói nhiều lần, quý vị mà muốn đến với thực dưỡng hiện đại, quý vị phải có duyên, có phước, khó chấp nhận quý vị. Tại nó không giống ai hết trơn, mà cũng mắc công dữ lắm. Nhưng mà khi mà quý vị hiểu thấu đáo nó, và quý vị đã thực hành đúng, quý vị mới thấy nó là cái gì, giá trị vĩnh cửu. Quý vị nhìn coi, bác Tài, chính bác nói hồi bác còn trẻ đó,
Bác sĩ Tây khám cho bác nói thằng bé này rất là mau chết, chết yểu, bệnh đau tim, mẹ nó cũng di truyền, mẹ nó cũng đau tim chết rồi thì nó cũng đau tim nó chết. Không lâu, sống vài năm nữa thôi. Thì bác Tài mới đi tìm, mới đi học. Bác Tài tìm được thực dưỡng, bác Tài được công y tây, bác Tài học. Thành ra bây giờ năm nay bác Tài 80 tuổi, bác Tài đâu có bệnh hoạn gì đâu có gì. Mà bác sĩ Tây nói là hai mấy tuổi chết thôi. Mà sức khỏe bác Tài vô biên. Đó, sức tỉnh là vậy đó. Thay vì người ta phán mình chết hai mấy tuổi mà mình không chết. Bởi vì mình thức tỉnh, mình thay đổi cái quan niệm sống, thay đổi lối sống. Còn quý vị thấy thực tế của mấy người thay đổi. 100 người mới có một người nha quý vị. Tại cái đầu óc mê lầm của mình á, mình vẫn không tin rằng cái chuyện nó xảy ra như vậy. Trời ơi, xã hội văn minh quá mà bệnh này có gì đâu mà tôi phải chết. Mà chết rồi. Chết. Chết theo quy trình đó. Thành ra cuối cùng rồi không phải ai mà sợ chết đâu. Nhưng mà vấn đề mình sống làm sao cuộc sống mình có ý nghĩa một chút. Mình có cái đầu mà mình không cho nó suy nghĩ đúng thì nó dẫn tới sai. Mà cái sai lầm đau đớn nhất là mất hết những cái gì mình có mà chết non. Thực chuyển hiện đại đâu có khó, chỉ chịu khó học. Cái gì cũng phải học, bác Tài nói tới nó, cái gì cũng phải học. Học để bảo vệ sức khỏe cho mình, học để mà đừng bị bệnh tật đau đớn hành hạ. Cái đó đáng học nhất. Học để bảo vệ sức khỏe mình có nghĩa là người ta không lừa gạt được mình, người ta không lấy được tiền của mình, mà tiền mình làm ra phải là của mình. Và để mình nuôi cái thân thể này đến 100 tuổi bằng những cái thức ăn tốt, bằng những cái phương pháp sống tự nhiên, bằng những cách sống mà trong đó bệnh tật nó lui một cách tự nhiên. Bệnh tật nó biết tránh mình. Vì sao? Vì có thể mình nó biết tự chữa bệnh với điều kiện. Đừng có nạp những cái thức ăn dơ dãi, độc hại cho nó để nó không giải độc được. Rồi nó phải nhiễm bệnh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và ngay cả khi quý vị đã đi sai đường rồi, thì những anh em thực dưỡng trong câu lạc bộ 100 vẫn có cách để cho quý vị quay đường kịp và kịp. Không có đến nỗi trễ trạng.